Nga dẫn đồng quyết định vào nơi tập kết lính Ukraine lũ lượt đầu hàng tại Kursk. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hiểu rõ trong 5 phút. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine, diễn biến mới nhất tại khu vực Kursk đang thu sự chú ý của toàn cầu. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến giành lãnh thổ mà còn là cuộc chiến tâm lý, nơi mà cả hai bên đều phải đối mặt với những thử thách nghiền ngã. Hình ảnh chiến tranh không chỉ đơn thuần là sự tàn phá mà còn là những chiến lược, quyết định và động thái quân sự đang diễn ra từng ngày tình hình chiến trường tại Kursk. Trong vòng 24 giờ qua, cuộc chiến tại Kursk đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi quân đội Nga tiếp tục khẳng định sức mạnh và quyết tâm của mình. Đây không chỉ là một trong những điểm nóng nhất của cuộc xung đột mà còn là nơi thể hiện rõ nét chiến lược và khả năng ứng biến của các lực lượng tham chiến. Sau 4 ngày bị áp đảo bởi những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía Nga, quân đội Ukraine đã nỗ lực tái tổ chức và hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sức ép từ quân đội Nga không hề giảm mà còn gia tăng theo từng giờ. Trong những diễn biến mới nhất, quân đội Nga đã nhanh chóng chiếm lại 10 khu định cư quan trọng đánh bại tuyến phòng thủ của Ukraine tại các làng như Tosto và Ryubima. Những thành công này không chỉ mang lại lợi thế về mặt chiến thuật mà còn thể hiện khả năng chỉ huy và kiểm soát tình hình của lực lượng Nga. Việc thiết lập chỗ đứng vững chắc trên đường cao tốc Susarik đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo, mở ra nhiều khả năng mới cho quân đội Nga. Điều đáng chú ý là những thắng lợi này không chỉ là thành công quân sự mà còn mang tính chất chiến thắng tâm lý chú khiến quân đội Ukraine phải nhanh chóng củng cố lại các tuyến phòng thủ, phản ánh sự hoang mang và lo ngại về việc mất đi những vị trí chiến lược. Sự thay đổi nhanh chóng trên chiến trường khiến cả hai bên đều phải đánh giá lại chiến lược của mình, trong khi quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các điểm yếu của đối phương. Các nhà phân tích quân sự đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Kursk, khi đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột. Nếu quân đội Nga tiếp tục duy trì được đà tiến, điều này sẽ đặt ra những thách thức lớn cho lực lượng Ukraine bộ họ phải đưa ra những quyết định chiến lược nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu Ukraine có thể tổ chức lại lực lượng và khôi phục tuyến phòng thủ, họ có thể tạo ra những cú sốc bất ngờ cho quân đội Nga. Với sự phức tạp và biến động liên tục của tình hình, Kursk không chỉ là nơi diễn ra các trận đánh mà còn là biểu tượng cho cuộc chiến cam go giữa hai bên. Chúng ta hãy cùng chờ xem các diễn biến tiếp theo sẽ đưa cuộc xung đột này đi đến đâu và liệu có thể tìm ra một giải pháp hòa bình trong bối cảnh căng thẳng hiện tại sự đáp trả của Ukraine. Trước tình hình khó khăn và áp lực gia tăng từ phía quân đội Nga, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã quyết định không ngồi yên. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã khẩn trương ra lệnh cho tướng Zelensky huy động lực lượng dự bị với mục tiêu tấn công vào làng Veri, một khu vực hậu phương chiến lược của Nga, chỉ cách 7,5 km. Mục tiêu của cuộc tấn công này rất rõ ràng, Nhằm vào các huyết mạch hậu cần của quân đội Nga, nhằm làm chậm lại bước tiến của đối phương và khôi phục thế chủ động trên chiến trường. Quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến hành các hoạt động tấn công vào ngôi làng biên giới Novip, một vị trí chiến lược có khả năng tạo ra bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo. Novip không chỉ là một địa điểm quan trọng về mặt quân sự mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường của người dân Ukraine. Những trận giao tranh xung quanh làng Vesteri diễn ra một cách quyết liệt với nhiều nỗ lực từ cả hai bên nhằm giành kiểm, kiểm soát. Tình hình trở nên căng thẳng khi mỗi bên đều ý thức được tầm quan trọng của khu vực này đối với kế hoạch chiến lược tổng thể của mình. Những trận đánh này không chỉ mang tính quyết định với cuộc chiến mà còn phản ánh tinh thần bất khuất của các chiến sĩ Ukraina. Họ chiến đấu không chỉ vì lãnh thổ mà còn vì danh dự và sự tồn vong của dân tộc. Tinh thần đoàn kết và quyết tâm kháng cự của lực lượng Ukraina đã tạo ra sức mạnh giúp họ vững vàng trước những thách thức lớn. Dù phải đối mặt với những khó khăn và tổn thất quân đội Ukraine vẫn thể hiện sự linh hoạt trong chiến thuật. Họ liên tục điều chỉnh các phương án tác chiến, tập trung vào việc bảo vệ những vị trí chiến lược và tìm kiếm các cơ hội phản công. Sự chủ động này không chỉ giúp họ giữ vững phòng độ mà còn là động lực lớn lao để nâng cao tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, sự đáp trả quyết liệt của Ukraine tại Kursk là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước trước kẻ thù. Người dân Ukraine vẫn đang hy vọng vào một tương lai hòa bình và các chiến sĩ của họ đang nỗ lực từng ngày để biến hy vọng đó thành hiện thực. Mặc dù quân đội Ukraine đã có những phản ứng tích cực trước sức ép từ phía quân đội Nga, nhưng thiệt hại mà họ phải gánh chịu lại rất lớn. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu một tổn thất nghiêm trọng với 60 binh sĩ thiệt mạng cùng 3 xe tăng và 5 xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ tàn khốc của cuộc xung đột mà còn cho thấy những thách thức khổng lồ mà lực lượng Ukraine đang phải đối mặt. Tình hình tại ngôi làng Ryumoka đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi lực lượng Nga tiếp tục gia tăng áp lực lên các đơn vị của Ukraine sự hỗ trợ mạnh mẽ từ pháo binh và không quân Nga đã giúp họ không ngừng tấn công, phá hủy nhiều phương tiện quân sự của đối phương. Những cuộc không kích chính xác và các đợt bắn phá mạnh mẽ đã khiến lực lượng Ukraine phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn, buộc họ phải rút lui và củng cố lại các vị trí phòng thủ. Sự tàn khốc của cuộc chiến tại làng Rymoka không chỉ nằm ở con số thường vòng mà còn trong tâm lý của các chiến sĩ Ukraine. Khi mất đi đồng đội và thiết bị, tinh thần chiến đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng, tạo ra những lo ngại về khả năng duy trì sức mạnh trong những trận đánh sắp tới. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong bối cảnh khó khăn này, nhiều chiến sĩ vẫn thể hiện quyết tâm và ý chí không khuất phục. Họ hiểu rằng mỗi trận chiến đều có tầm quan trọng và chiến lược, và không có gì thay thế được tinh thần đồng đội và lòng yêu nước. Trước tình hình này, quân đội Ukraine đã nhanh chóng điều động các lực lượng bổ sung và tăng cường hỗ trợ cho các đơn vị đang ở tiền tuyến. Họ đang nỗ lực hết mình để tạo ra một làn sóng phản công, đồng thời cố gắng bảo vệ những khu vực quan trọng khỏi sự tấn công của đối phương. Dù cho khó khăn vẫn còn đó, nhưng tinh thần kiên cường của các chiến sĩ Ukraine vẫn là điểm sáng trong bức tranh tối tăm của cuộc chiến. Cuộc chiến tại Ryumoka chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc trung đột, nhưng nó mang đến những bài học quý giá về sự hy sinh, lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Trong những thời điểm khó khăn nhất, sức mạnh của ý chí con người sẽ luôn được thử thách và chứng minh. Mối đe dọa từ phía Nga nếu quân đội Nga thành công trong việc chiếm lại ngôi làng Ryumoka, điều này sẽ tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ryumoka không chỉ là một vị trí chiến lược mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến đường cung cấp và giao thông. Khu vực dọc theo đường cao tốc 38K-030 sẽ có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Nếu lực lượng Ukraine đóng tại khu vực Kenovo không được tiếp viện kịp thời, khả năng chiến đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến họ dễ bị tổn thương trước sự tấn công của quân đội Nga. Đồng thời, ngoài các hoạt động quân sự tại Kursk, lực lượng Nga còn gia tăng cường độ tấn công tại mặt trận Donbass. Quân đội Nga đã tiến gần đến Kiska và các khu vực lân cận, đe dọa các tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine. Điều này có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine, buộc họ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì chiến dịch phòng thủ của mình. Tình hình tại Donbass cùng với diễn biến tại Kursk tạo nên một bức tranh đáng lo ngại về khả năng quân sự của Ukraine trong tương lai gần sự leo thang này không chỉ đe dọa đến khả năng cung cấp lương thực và vật tư cho các đơn vị chiến đấu mà còn có thể làm suy giảm tinh thần của binh sĩ ukraine khi mà áp lực từ phía nga ngày càng gia tăng việc duy trì động lực và tinh thần chiến đấu là vô cùng quan trọng bất kỳ sự thất bại nào trong việc bảo vệ các tuyến đường cung cấp có thể dẫn đến sự sụp đổ trong tổ chức và phối hợp giữa các lực lượng của ukraine trước những diễn biến này quân đội ukraine sẽ cần phải khẩn trương tìm ra các giải pháp ứng phó hiệu quả việc tăng cường lực lượng củng cố các vị trí phòng thủ và mở rộng các tuyến tiếp tế trở thành ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ các đồng minh cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giúp Ukraine đối phó với những thách thức ngày càng lớn từ phía quân đội Nga. Tình hình hiện tại đặt ra một bài toán khó khăn cho lãnh đạo Ukraine khi họ phải tính toán cẩn thận từng bước đi của mình. Sự quyết tâm và tinh thần bất khuất của quân đội Ukraine sẽ là yếu tố then chốt trong cuộc chiến này, nhưng họ cũng cần những chiến lược đúng đắn để vượt qua thử thách sắp tới. Tình hình bất lợi cho Ukraine Tình hình chiến trường hiện tại đang tạo ra những thách thức nghiêm trọng trong quân đội Ukraine, đặc biệt là trong nỗ lực bảo vệ thành phố Vula. Từ khi cuộc xung đột đổ ra, quân đội Nga đã đặt mục tiêu chiếm thành phố này bởi việc kiểm soát Vula sẽ cho phép họ cắt đứt các tuyến đường hậu cần quan trọng của Ukraine. Điều này không chỉ làm suy yếu khả năng vận chuyển lương thực, trang thiết bị và nhân lực mà còn mở ra con đường tiến vào phía tây Ukraine, làm cho tình hình càng thêm căng thẳng. Nếu Ukraine để mất Vula, đó sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ không chỉ vào chiến dịch quân sự mà còn vào tinh thần của quân đội và dân chúng. Vura không chỉ là một điểm chiến lược mà còn mang ý nghĩa tâm lý. Việc để mất một thành phố như vậy sẽ khiến quân đội Ukraine phải đối mặt với những tổn thất to lớn trong lòng tin và ý chí chiến đấu. Trong bối cảnh đó, bất kỳ thất bại nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng domino dẫn đến những cuộc tháo lui tiếp theo và sự sụp đổ ở các vị trí khác. Ngoài tình hình căng thẳng tại Vura, rằng Ukraine cũng đang chịu áp lực lớn từ phía quân đội Nga. Hiện tại, Nga đã chiếm phần lớn ngôi làng này, khiến cho lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát và chống lại các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Mặt trận Pokrov trở thành một trong những khu vực nóng bỏng nhất, với các trận chiến khốc liệt diễn ra hàng ngày. Bộ chỉ huy Ukraine đã xác định rõ ràng việc bảo vệ thành phố này là điều cần thiết, bất kỳ thiệt hại phải gánh chịu là bao nhiêu. Quân đội Ukraine giờ đây phải quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, đất, từng ngôi làng, Họ cần phải tập trung lực lượng, củng cố phòng thủ và tăng cường khả năng tác chiến, đồng thời tìm kiếm những phương án sáng tạo để đối phó với sức mạnh áp đảo của Nga. Điều này không chỉ liên quan đến việc triển khai quân lính mà còn bao gồm việc sử dụng thông tin tình báo một cách hiệu quả và tăng cường liên lạc giữa các đơn vị. Bước vào giai đoạn cam go này, sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Ukraine sẽ là yếu tố quyết định. Họ phải kiên trì bất chấp mọi khó khăn để bảo vệ quê hương và đảm bảo rằng những nỗ lực của họ không bị đổ vỡ trước áp lực từ quân đội Nga. Tình hình có thể bất lợi, nhưng với quyết tâm và lòng dũng cảm, Ukraine vẫn có cơ hội để xoay chuyển cục diện chiến tranh. Động lực chiến đấu giảm Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hiện nay, động lực chiến đấu của binh sĩ Ukraine đang giảm sút một cách nghiêm trọng. Những hình ảnh về các quân nhân rời bỏ vị trí, chạy trốn hoặc thậm chí đầu hàng đang trở nên ngày càng phổ biến, phản ánh rõ ràng sự căng thẳng và thiếu thốn về mặt tinh thần trong hàng ngũ quân đội. Sự kiệt quệ tinh thần này không chỉ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của họ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về khả năng giữ vững các tuyến phòng thủ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm động lực chiến đấu là áp lực từ những trận chiến khốc liệt mà họ phải đối mặt hàng ngày. Nhiều quân nhân cảm thấy kiệt sức và mất niềm tin vào khả năng chiến thắng khi nhìn thấy các đồng đội của mình bị thương vong trong các cuộc giao tranh. Hơn nữa, những quyết định của lãnh đạo quân sự Ukraine đôi khi được cho là liều lĩnh hoặc thiếu tính toán cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Nhiều người trong quân đội đang tự hỏi liệu họ có thực sự đang chiến đấu cho một mục tiêu khả thi hay không. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt về nhân lực và thiết bị đang khiến quân đội Ukraine phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ. Thiếu hụt vũ khí hiện đại, phương tiện và các trang thiết bị chiến đấu đã làm suy yếu khả năng tác chiến của họ, tạo ra cảm giác bất an và chán nản trong lòng các chiến sĩ. Nhiều binh sĩ không chỉ lo lắng về sự sống còn của mình trong các cuộc giao tranh mà còn về sự an toàn của gia đình và quê hương họ. Điều này dẫn đến tâm lý hoang mang làm giảm sút quyết tâm chiến đấu trong khi tình hình trở nên khó khăn hơn, sự lãnh đạo và động viên từ cấp trên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quân đội Ukraine cần những chiến lược cụ thể và khả thi để vực dậy tinh thần của các chiến sĩ, cần có các chương trình hỗ trợ tâm lý nhằm giúp họ vượt qua cảm giác chán nản và thiếu thốn. Sự tạo động lực từ phía lãnh đạo có thể là một yếu tố quyết định giúp binh sĩ cảm thấy có mục tiêu rõ ràng và lý do để tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra, việc duy trì thông tin liên lạc cởi mở giữa các cấp chỉ huy và binh sĩ cũng rất quan trọng. Họ cần được lắng nghe, được thảo luận về những khó khăn mà họ đang gặp phải, từ đó tìm ra những giải pháp chung. Việc xây dựng một môi trường tin tưởng nơi mà quân nhân cảm thấy có thể bày tỏ nỗi lo âu và mong muốn của mình có thể tạo ra những động lực tích cực. Nếu không có những giải pháp kịp thời và hiệu quả, rất khó để quân đội Ukraine có thể duy trì cuộc chiến trong dài hạn. Họ cần phải tìm ra cách để vực dậy tinh thần chiến đấu, cải thiện tình hình chiến trường và tìm lại niềm tin vào khả năng chiến thắng. Sự kiên trì và quyết tâm của các chiến sĩ sẽ là yếu tố quyết định cho tương lai của Ukraine trong cuộc chiến này. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện đang bước vào một giai đoạn căng thẳng và quyết liệt chưa từng có. Những diễn biến tại Kursk không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giành lãnh thổ mà còn là cuộc chiến tâm lý, nơi cả hai bên phải đối mặt với áp lực từ những yếu tố nội bộ và ngoại vi. Sự khốc liệt của chiến tranh không chỉ mang đến những hy sinh to lớn cho binh sĩ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về tương lai của cả hai quốc gia liệu Ukraine có thể đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ và không ngừng gia tăng của quân đội Nga, hay cuộc chiến này sẽ tiếp tục kéo dài với những mất mát không thể đồng đếm? Những câu hỏi này đang gây ra tâm lý lo lắng cho cả người dân trong nước lẫn cộng đồng quốc tế. Mỗi cuộc giao tranh, mỗi giọt máu đổ xuống không chỉ mang lại nỗi đau cho gia đình các chiến sĩ mà còn ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Trong bối cảnh căng thẳng này, hy vọng cho một giải pháp hòa bình càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thời gian sẽ trả lời những câu hỏi lớn. Nhưng hiện tại cả thế giới đang dõi theo từng bước đi của cả hai bên. Cộng đồng quốc tế không chỉ quan tâm đến sự an toàn của người dân mà còn tìm kiếm những cách thức để ngăn chặn xung đột, khôi phục hòa bình và ổn định cho khu vực. Những nỗ lực ngoại giao có thể là chìa khóa để giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc này. Tuy nhiên, trong khi các cuộc thương thảo vẫn đang diễn ra thì những chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục diễn ra trên mặt trận. Đó là lý do tại sao lý trí và sự đồng cảm cần phải được đưa lên hàng đầu trong quá trình tìm kiếm một giải pháp lâu dài. Hy vọng rằng lý trí sẽ chiến thắng trước sự cuồng bạo của chiến tranh và cả hai quốc gia sẽ sớm tìm thấy con đường trở lại hòa bình. Một tương lai tươi sáng hơn không chỉ là mong mỏi của người dân Ukraine và Nga mà còn là ước muốn chung của tất cả chúng ta, những người tin tưởng vào hòa bình và sự hợp tác quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Hiểu Rõ Trong 5 Phút. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về tình hình chiến sự và chính trị quốc tế. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo